À, dạ vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám kính chào bác nhá. Hiện tại là chúng tôi đang có mặt tại gia đình nhà anh Trung quý vị ạ. Anh Trung này có địa chỉ ở tại đây là Đồng Trung, khu 12 Đồng Trung, Thanh Thủy, Phú Thọ. Đó, hôm nay là bên cơ sở đồ gỗ Tùng Tám là đến bàn giao cho anh và gia đình đây. Đó, bên trong nhà là một bộ bàn ghế gỗ rổi chun quý vị nhá. Đấy, tôi có quay lại một video clip ngắn. Hiện tại hôm nay là ngày 24 tháng 12 rồi. Đây, phía bên trong nhà này, vị này. Đây là ngôi nhà của anh vừa mới hoàn thiện xong, ngôi nhà vừa hoàn thiện chuẩn bị về nhà mới đây. Đó, bên cơ sở gỗ Tùng Tám là đến bàn giao là một bộ bàn ghế gỗ rổi chun cột 14 bao gồm có là đây 4 này, 8 này, 11, 12 này, món vị nhá. Đó, vị này, đây một bộ rổi chun cột 14. Đấy, hàng rất là to và khủng. Đấy, anh đặt chiếc bàn rất là lớn. Đấy, bên cơ sở gỗ Tùng Tám vừa bàn giao thì có quay lại một video clip làm kỷ niệm với anh và gia đình. Đó, không gian phòng khách của nhà anh đây. Đây quý vị nhé. Đây, toàn bộ bộ này là trọn vân gốc rổi chun hết. À, gốc rổi hết quý vị ạ. Đấy, vân vân chun cực kỳ là đẹp luôn, cực kỳ đẳng cấp luôn quý vị này. Đây, đây vân gỗ tự nhiên này. Bên này là chiếc ghế dài này, văng dài này, cũng như là hai bên chiếc ghế con. Đó, vân chun rất là đẹp quý vị nhé. Đó, quý vị nào có nhu cầu thì có thể liên hệ bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám. Đấy, xưởng có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ quý vị nhá. Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ nhá. Và có số điện thoại, hai số điện thoại trên màn hình đây. Ok, hiện tại chúng ta có mặt tại gia đình nhà anh Trung tại Đồng Trung, Thanh Thủy. Rồi, xin chào mọi người.